Rồi giờ xin giao lưu kế tiếp có mã số là 45. Mã số 45 là một cây bằng lăng tím lá nhỏ, đến nở vuốt ngọn lũ thép luôn nha, có hốc lũ luôn. Tổng hoành là 66, cây cao là 43, 43 tới đỉnh lũ này nha. Thì mình sẽ nói rõ về cái cây này. Cái phần đây, cái phần cái cổ này, từ đây trở lên đây là phần khô và lũ. Đó. Còn phần đây, đầu đây vẫn là đầu sống nha. Lấy lại đầu sống từ đây. Nhưng mạch bên này nó vẫn là mạch sống. Đó. Nó chỉ có cái phần này nó bị khô lũ thôi, khô và lũ thôi. Đó, còn ở mấy cái đây là vẫn là đầu sống, mình có thể mình lấy lên sau này. Còn ở đây nó có những cái hang hốc lũ nè. Rồi, cây này mình xin giao lưu là 350k bao ship luôn nha. Này, thân sống ở đây mình lấy lên là ok luôn. Ở đây là đầu sống. Nó hốc lũ luôn nha. Còn phần đây trở lên đây là lũ rồi. Đó, lũ thép luôn nha. Rồi, cây này mình xin giao lưu là 350k bao ship luôn. Bằng lăng tím lá nhỏ. Đó, mình đã nói rõ nha. Chứ về mất công anh em nói sao không nói rõ đồ nó phiền phức. Rồi, sao xin qua cây này luôn.